chết mẹ ơi. Ô đụng luôn rồi, đụng luôn rồi. Quá trời ơi. Không chìm luôn rồi. Này các cái phương tiện tàu thuyền rất là đông các bạn. Ở đây có một cái ghe chở vỏ lãi rất là nhiều. Cái này qua được không đây? Cái này mặt nước trên lệch cao nên nghe thuyền phải chạy tốc độ cao. Chiếc nào chìm? Chết mẹ ơi. Quá nguy hiểm mà mới chìm chiếc vỏ các bạn. Ông nội này không có chạy lại ta, không dám chạy qua luôn á. Để mình coi chạy qua bển coi tình hình các bạn. Tới bên kia luôn rồi. Vỏ chìm, lật chìm luôn rồi. Người chắc lên rồi á. Chạy 2/3 nè. Giờ giao thông mới chạy qua bên này các bạn. Quốc lộ qua các bạn ơi. Quá nguy hiểm. Chiếc xe cuốc mà chở một đống đồ nè, đụng chiếc xe cuốc luôn nè. Không biết cái người bị chìm không biết sao nữa. Giờ mình cũng chưa thấy cái người bị chìm nữa các bạn. Chỉ thấy chiếc vỏ nó nằm sấp ở dưới phía bên kia. Ở đây bị khóc á. Bị quá đông rồi. Chạy hết tốc lực lên các bạn.
đã. Hai thằng này nó chạy cặp một bên luôn trời. Không vô cột luôn. Đây rất là nước bữa nay chảy rất là mạnh nha các bạn. Một lầu qua các bạn ơi. Thì quá nguy hiểm. Xe cốt mà chở một đống đồ nè, đụng chiếc xe cốt luôn nè. Không biết cái người bị chìm không biết sao nữa. Giờ mình cũng chưa thấy cái người bị chìm nữa các bạn. Chị thấy chiếc vỏ nó nằm sắp ở dưới phía bên kia ở đây bị khóc á, bị quá độc rồi. Xe lan này chạy chở công tơ chạy tốc độ rất là cao các bạn. Thằng này chạy nhanh quá, nhanh rồi nè, coi chừng thằng kia thắng lại là đụng đít liền luôn á. Ông nội này chạy nhanh quá. Càng nữa. Vẫn chưa thấy cái người mà bị chìm các bạn. Họ lên chưa? Dắt. Dắt cái vỏ lên. Kêu dừng lại mà nó không dừng nữa nè. Có nhỏ đến cái cửa nữa nè. Nước rất là thấp.
quá đông các bạn. Bữa nay nó sẽ bị động ủng ứ là quá trời đông rồi. Bị lạc trôi luôn rồi, đi tới phương trời nào luôn. Bây giờ ảnh dùng cuốc múc là ảnh đi luôn rồi, ảnh nghỉ chạy hết nổi rồi. Vào đây di chuyển chậm thôi được, bắt chớn mấy yếu bắt chớn rồi không lên. Tới chỗ này luôn nha các bạn. Đang lật cái vỏ lên các bạn. Nãy giờ mới thấy cảnh sát giao thông rồi. Chạy đâu nãy giờ nữa. Thank you.
qua đường này phải trang bị máy giữ các bạn, phụ lên tại cái dòng nước chảy khủng khiếp. Để ngọt của bà con. Chắc lên được quá rồi, cái vỏ giờ đang vớt đang đặng. Chắc lên rồi á. Nó ổng á chị đó. Chắc ổng á. Cái máy chắc mất rồi. Dễ gì còn. Trở lại bây giờ mà vô khu vực này rất là nguy hiểm nha các bạn. Cái đầu rất là đen nha các bạn.